Xin chào các bạn đã quay trở lại với channel YouTube của mình. Thì trong video này mình sẽ giới thiệu và mình giải thích về một cái vấn đề nó gây rất là nhiều khó hiểu đối với mọi người, và nó có rất nhiều ý kiến xung quanh cái việc này. Thì trong quá trình mà mình chơi nhạc và mình dạy nhạc, mình thường gặp cái câu hỏi đó là khi nào thì dùng hợp âm 11 và cái bộ âm 11 nói chung. Tại vì cái hợp âm 11 này á, nó có một cái trường hợp nó rất là phức tạp, cho nên mình không thể có một cái câu trả lời là nhanh gọn lẹ là khi nào khi này mình sử dụng hợp âm này được. Thì trong đây mình sẽ giải thích. Thì theo định nghĩa, hợp âm 11 nó sẽ bao gồm 1 3 5 7 9 và 11. Tại sao lại như vậy? Tại vì cái cách đặt tên của hợp âm mà hiện giờ mà mình đang sử dụng đó là mình chồng những bậc 3 lên. Có nghĩa là ví dụ đô trưởng thì mình hợp âm phải có tối thiểu 3 nốt, cho nên mình bắt đầu lấy nốt đô làm nốt số 1 thì mình sẽ tiếp tục làm đô, rê, mi, có nghĩa là nốt số 3, mi, fa, son là nốt số 5, cho nên là 1, 3, 5 là từ đó mà ra. Nếu như mà mình tăng lên thành hợp âm 7 thì mình sẽ, có nghĩa là từ bậc 5 mình tăng lên 3, một bán 3 nữa, có nghĩa là son, la và si, có nghĩa là bậc 7. Thì theo cái định nghĩa đó, bậc 11 sẽ có là 1, 3, 5, 7, 9 và 11. Thì khi mà mình đã gọi lên tới cái con số đó rồi thì mặc định là mình sẽ coi như là bậc 11, những cái bậc chính nó sẽ nằm đã có ở trong cái đó rồi, 7 và 9. Thì cái hợp âm mình muốn nói cụ thể đây là ví dụ như đó là đô 11. Thì khi mà mình gọi tên như vậy, không có chữ gì hết, chỉ là cái tên nốt và cái con số thôi, thì hợp âm này theo quy ước nó là hợp âm dominant, hợp âm át. Và theo định nghĩa hợp âm át thì hợp âm đô 11 sẽ có những nốt sau: đô, mi, son, si giáng, rê và fa. Thì trong đó mình có hai nốt, đó là mi với fa. Hai nốt này nằm cách nhau một quãng chín thứ. Và bởi vì quãng chín thứ nó nghe rất là khó chịu, cho nên trên thực tế những người chơi hợp âm này thường không đánh hợp âm có cái bậc nốt mi và nốt fa nằm chung, nhất là trong đô này. Khi mà đánh đô, người ta không đánh nốt mi và nốt fa nằm chung với nhau. Trên thực tế, người ta thường dùng cái hợp âm đô này nhưng mà người ta bỏ đi nốt mi, đó là bậc 3. Thì khi làm như vậy, hợp âm đô này đã trở thành hợp âm đô chính sus 4. Chính ở đây có nghĩa là đã coi như là có bậc 7 rồi, tại vì khi mà đọc lên tới chính thì tất nhiên phải có bậc 7. Hoặc là nếu mà người ta không đánh chính, bởi vì chính là một bậc màu thôi, có hay không không quan trọng, thì nó sẽ thành 7 sus 4. Theo định nghĩa hợp âm 7 sus 4 có nghĩa là hợp âm 7 nhưng mà bỏ bậc 3 và mình đánh bậc 4. Bậc 4 với bậc 11 ở đây nó là một, nó chỉ là một nốt thôi nhưng mà nó nằm cách nhau một quãng 8. Nó là y chang như nhau. Và trên thực tế, khi mà có rất là nhiều người chơi cái hợp âm, ý của người ta là chơi hợp âm sus 4 nhưng mà người ta lại gọi nó là hợp âm 11. Thì cái ý tưởng á, nó vẫn là như vậy, nó vẫn là hợp âm này thôi. Nhưng mà gọi tên như vậy vô hình chung nó sẽ làm nhầm lẫn. Có nghĩa là nếu mà 11 tại sao người ta không đánh nút mi? Tại vì trên định nghĩa là phải có nút mi nữa. 1 3 5 7 9 11 mà. Thì đó là mình muốn nhấn mạnh là thực tế khi mà người ta dùng 11 bình thường, hoặc anh nói là đô 11 mà 11 ở đây không tăng không giảm gì hết. Có nghĩa là có một số người ý người ta là muốn đánh sus 4. Rồi. Vậy thì khi nào có trường hợp nào mà trên thực tế bậc 3 với bậc 11 nó dùng chung hợp âm chung trong hợp âm được không? Câu trả lời là có. Nhưng mà mình phải có một cái sự thay đổi. Bởi vì bậc 3 với 11 á nó nghe rất là khó chịu. Cho nên nó khi mà hợp âm trưởng nào á có bậc 3 trưởng á mà muốn dùng cái bậc 11 trong đó, mình phải tăng bậc 11 lên nửa cung để trở thành bậc thăng 11. Tại sao? Tại vì bậc chín thứ nghe khó chịu nhưng bậc chín trưởng nghe rất là dễ chịu. Chẳng hạn như hợp âm này.
attention, bản thân nó nghe rất là chói tai, nhưng mà cái chói tai này nó phù hợp đối với là những cái nốt xung quanh nó, cho nên là mình sẽ sử dụng nó. Và tương tự, nếu như mà mình muốn dùng trong hòa âm major 7 chính, nhưng mà nếu là thêm 11 nghe rất là khó chịu, nhưng mà mình có thể thăng nó lên, nó sẽ trở thành hòa âm major 9 luôn, thăng 11. Đây là cái màu Lydian. Nếu mà các bạn có học nghiên cứu về hòa âm jazz thì sẽ biết cái thuật ngữ này, nhưng mà cái tên Lydian nó chỉ ám chỉ là nó có thăng 11. Và hòa âm này là hòa âm dominant nhưng mà thăng 11. Nhưng mà đồng thời cũng có một trường hợp mình có thể sử dụng bậc 11 thường được mà có bậc 3. Đó là khi bậc 3 là bậc 3 thứ. Tại vì bậc 3 thứ với bậc 11 đã là bậc chính trưởng rồi, cho nên mình không cần phải thay đổi gì cả. Kết luận lại thì hợp âm 11 ha, dominant 11 là cụ thể hơn. Thì trên lý thuyết cái hợp âm mà phiên bản lý thuyết á không được sử dụng nhiều, tại vì nó có cái quản nghịch, đó là bậc 3 và bậc 11 nghe rất khó chịu. Thì thay vào đó, trong hợp âm mà nếu mà người ta sử dụng bậc 11, người ta sẽ thay nó bằng hợp âm 7/4 hoặc là 9/4 bằng cách là người ta bỏ bậc 3 đi, không lấy bậc 3 nữa. Hai, đó chính là người ta tăng bậc 11 lên 1/2 cung để biến hợp âm thành hợp âm thăng 11 ha, có thể là dominant 7 thăng 11 hoặc là major 7 thăng 11. Và hy vọng các bạn là có thể rút ra được bài học sau video này. Và xin chào và hẹn gặp lại.